Chào mừng các bạn đã trở lại trong bản tin cập nhật thị trường ngày 15 tháng 3. Như vậy là cái thị trường trong phiên trading ngày thứ 6 đã có những cái chuyển biến khá là tích cực sau khi mà cái gói cứu trợ, cái gói kích thích tài khoá 1.900 tỷ được cuối cùng được ký thông qua vào cái cuối ngày thứ 5. Thế thì sau khi cái gói kích thích tài khoá này nó được ký duyệt chính thức thì nó đã có những cái tác động nhất định đến cái tâm lý thị trường. Và một trong những cái tác động quan trọng nhất và rõ thấy nhất đó chính là cái sự tách biệt giữa cái đường đi của bond yield và cái đồng đô. Như trên biểu đồ mọi người có thể thấy là trong cái phiên trading ngày thứ 6 và cuối phiên thì có cái sự tách biệt, đó là cái đồng đô nó đã chuyển mình đi xuống trong cái bối cảnh thì lợi tức trái phiếu nó vẫn còn tăng cao trong suốt cả ngày hôm đó. Như vậy thì cái điều này nó thể hiện điều gì? Tức là nó thể hiện cái tâm lý của cái investor hay là trader nó đã được cải thiện rất là nhiều. Trước đây khi mà cái lợi tức trái phiếu cái US 10 này nó đi lên ấy, thì nó thể hiện cái nỗi lo về cái việc là lạm phát tăng cao, tức là cái nỗi lo sợ lạm phát đã buộc Fed sẽ thay đổi cái chính sách tiền tệ từ lấy lỏng sang thắt chặt tiền tệ. Nhưng mà hiện tại thì cái điều đó không còn nữa. Tức là thay vì cái lúc trước khi nhìn thấy yield lên thì người ta lo sợ lạm phát, nhưng lúc này yield lên thì có nghĩa rằng người ta đang tin tưởng vào cái kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai. Đấy, điều này được thể hiện rất rõ thông qua cái việc là cái chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn liên tục tiếp tục tạo ra cái đỉnh cao mới, như chỉ số Dow Jones này trên biểu đồ mọi người có thể thấy là Dow Jones tiếp tục hit new high, đúng không? Nguyên cả cái ngày thứ 6 thì Dow Jones đi lên rất là cao. Đấy, chỉ số S&P 500 cũng có những cái sự đi lên tương ứng với lại cái sự chuyển mình đi xuống của đồng đô. S&P 500 trên thứ 6 cũng tăng rất là cao, bất chấp rằng là cái lợi tức trái phiếu tăng. Lúc trước thì mỗi khi lợi tức trái phiếu tăng thì thông thường là cái S&P 500 nó bị bán tháo. Mọi người có thể nhìn thấy trước đó, đúng không? Khi lợi tức tăng thì cái S&P 500 bán tháo. Thế nhưng hiện tại thì cái S&P 500 nó đi lên cùng với hướng của bond yield. Điều này là nó thể hiện cái sự tăng trưởng. Và khi tăng trưởng thì dòng tiền nó sẽ rời khỏi các loại tài sản rủi ro, các loại tài sản trú ẩn như là đồng đô. Đấy, đó là cái lý do mà chúng ta thấy đô suy yếu hiện tại. Và với cái tâm lý của thị trường hiện tại thì cái hướng giao dịch chính đó là cái hướng mà chúng ta sẽ tìm bán ra các cái cặp tiền chính có định dạng là USD và bên dưới là các cái đồng tiền chính thuộc nhóm G7, hoặc là canh mua vào các cái nhóm USD, SGX, và với ba cái đồng tiền hàng hóa đã được ưu tiên hơn cả. Về nhận định chi tiết thì chúng ta sẽ đi từng cái cặp tiền một. Thì một cái thế chat duy nhất thôi cho tất cả các đồng tiền chính, đó là nó đều đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục đi lên cao nữa. Cái uptrend của nó đang cái xu hướng giảm trong hai cái tuần vừa rồi nó đang chuyển mình thành một cái gọi là một cái uptrend. Cái uptrend này có thể hình thành được hay không thì ta chưa biết, nhưng mà cái kỳ vọng trong ngắn hạn thì rất có thể nó sẽ test, đầu tiên nó sẽ phải test lại cái đỉnh này đã. Đối với cặp tiền EU đó là cái mức 1.1.2, cái vùng 1.2 này có khả năng sẽ đạt được trong những cái phiên trading của cái tuần tới này, trước khi có cái động thái mới có thể điều chỉnh giảm về trendline rồi tiếp tục tăng nữa. Nhưng mà cái điều đó là trong dài hạn chúng ta cần update theo thị trường theo từng ngày, còn trong ngắn hạn chúng ta kỳ vọng nó sẽ phục hồi về cái vùng 1.2 này đã. Đối với GU cũng vậy, nó là đang nhen nhúm trong thời kỳ tích lũy để đi lên cao hơn, và chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ đi lên vùng 1.4 trước khi mà giá có động thái mới. Đối với hai cái đồng tiền là USD JPY và USD CHF thì cái hướng giao dịch của chúng ta là hạn chế ưu tiên giao dịch hơn, tại vì là trong cái bối cảnh hiện tại thì các tài sản trú ẩn như là đồng yên và đồng CHF cũng không được hỗ trợ, và đồng đô thì nó đang trong cái xu hướng yếu do cái mối lo ngại lạm phát nó tạm lắng. Thành ra đối với cặp tiền này thì tôi thiên về cái hướng là sẽ đi lên, nhưng mà nó sẽ không đi lên quá nhanh như là các cặp tiền chính khác. Do đó cơ hội của giữa hai cặp tiền là UZ và UCHF này nó không thật sự rõ ràng và chúng ta có thể xem xét bỏ qua. Còn nếu như muốn giao dịch thì chúng ta ưu tiên theo cái hướng là đánh lên nha, theo cái hướng là giao dịch đi lên. Đối với ba đồng tiền hàng hóa là AU, NU và UC thì tương tự là như thế. Chúng ta có một hướng duy nhất giao dịch duy nhất, đó là mua vào các cái đồng tiền hàng hóa này. Và cũng tương tự như GU và EU, cái hướng kỳ vọng của giá sẽ đi lên cái vùng 0.78 này. Đối với AU, đối với NU đó là đi lên lại cái vùng 0.7 0.72 này,
0.7250 này, cái vùng 0.7250 đối với NU. Còn giá ra nên vẽ mà nó không có hiện ra đây à, 0.7250 đối với cặp tiền UC. UC thì giá đang trading tại cái vùng hỗ trợ này rồi, và chúng ta điều kỳ vọng nó sẽ có một cái sự điều chỉnh, có một điều chỉnh phục hồi một chút trước khi mà giá thật sự sẽ break out, sẽ đi xuống sâu hơn nữa. Lý do đi sâu xuống hơn nữa đó là tại vì cái cặp tiền UC được hỗ trợ, tức là đồng Canada được hỗ trợ rất mạnh về giá dầu hiện tại. Dầu thì sau một cái thời kỳ mà điều chỉnh pullback thì hiện tại nó đang trở lại cái xu hướng tăng rất là rõ nét, và cái vùng giá chúng ta kỳ vọng nó vẫn như trong những cái bản cập nhật trước, là tôi kỳ vọng nó sẽ trở lại cái vùng 67-68. Và trên cái đường đi của dầu từ cái vùng 66 lên 67-68 này thì đồng cát có khả năng sẽ còn điều chỉnh giảm sâu hơn nữa. Đối với các cái chỉ số chứng khoán thì nó là S&P 500. S&P 500 thì nó đang tiệm cận cái vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại tại cái vùng 39-70 này, vùng 39-70 này. Do đó chúng ta cũng khá là thận trọng trong cái việc mua vào, mặc dù tâm lý thị trường hiện tại thì đang khá là tích cực, nhưng mà chúng ta cũng thận trọng xem là giá phản ứng như nào tại cái vùng này rồi trước khi có những cái hành động mới. Với Nasdaq thì là cái nhóm cổ phiếu công nghệ thì hiện tại thuộc hệ là nhóm cổ phiếu yếu trong thị trường, do dòng tiền nó đang luân chuyển từ cái nhóm công nghệ sang tài chính và năng lượng. Do đó là với Nasdaq thì chúng ta cũng hạn chế cái việc mua vào, thay vào đó thì chúng ta tìm mua vào những cái cổ phiếu về tài chính năng lượng, hoặc là các cái ETF của năng lượng là XLE, hoặc là ETF của ngành tài chính là XLF. Đối với vàng thì có một cái sự phục hồi trong cái phiên trading ngày thứ 6. Tuy nhiên rằng cái xu hướng này có thể sẽ không bền vững. Cái sự phục hồi của vàng trong phiên thứ 6 phần lớn gây ra là do đồng đô suy yếu. Thế nhưng mà trong dài hạn thì vàng nó bị chi phối bởi lợi tức trái phiếu, và lợi tức trái phiếu thì vẫn tăng lên dù đó có là cái mối lo ngại về lạm phát tăng cao hay đó có là cái kỳ vọng tăng trưởng, thì bond yield nó vẫn đi lên, và bond yield đi lên thì vàng nó vẫn sẽ có cái khả năng đi xuống. Do đó chúng ta kỳ vọng vàng nó có khả năng nó sẽ test lại cái vùng kháng cự trước đó tại vùng 1740 này trước khi mà nó điều chỉnh giảm trở lại. Vàng và bạc cùng một cái nhận định như thế nha. Thì trên đây là cái bản tin cập nhật cái thị trường trong phiên trading đầu tuần này. Kính chúc quý vị anh chị và các bạn có một phiên giao dịch thành công, và hẹn gặp lại mọi người trong những cái phiên trading tiếp theo. Xin cảm ơn.